Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang ở siêu thị Vinmart Bixi. Hoàng Đạo Thúy. Mình đang ngồi là chỗ quán cà phê Memo. Quán này cũng khá là đẹp. Hôm nay mình cho các bạn nhỏ đi mua cặp để chuẩn bị vào năm học mới. Mời các bạn đi cùng với mình nhé. Nặng là vì nó nặng ra. Đây là cặp chống gù cho học sinh tiểu học nha các bạn nhé. Giá nó khoảng độ 260.000. Chọn được hộp bút nào chưa? Để lấy bao nhiêu tiền? 30.000. Đây là bảng tự xóa của Nhật Bản. Muốn đổi vé hơi mở. Ấn vào cái hình thùng rác này nó xóa luôn. Đây là quầy mũ bảo hiểm. Học sinh lớp 1 đã bắt đầu phải đội mũ rồi các bạn. Mình chọn xem có cái nào vừa không? Đây có nhìn được ông cửa đâu.
Thế đây là cái gì? Không, để lại cái đấy đi. Bây giờ uống nước gì? Nước dừa 3 tiền. Hỏi xem. Cái nước trà, trà uống không ngon đâu. Uống nước chanh hoặc là nước dưa, nước dứa như chị Ninh nhá. Đi có cái mũ giờ còn gì nữa, chúng mình chỉ có mỗi cái hộp đựng bút thôi. Cặp thì cả hai chị em đều có gì nữa.